Đây là mặt ảnh thứ 23, tức là mặt trước của khung ảnh thứ 12. Từ tháng 2 năm 1948 đến tháng 8 năm 1968, các phiên tòa chính trị sau cuộc đảo chính năm 1948. Hơn 250.000 người đã bị kết án trong các phiên tòa chính trị ở Tiệp Khắc từ năm 1948 đến năm 1989 và 241 người đã bị hành quyết. Một trong những phiên tòa đáng chú ý nhất là những phiên tòa quái dị được người xem, người đọc và người nghe theo dõi, như phiên tòa xét xử Trung tâm âm mưu chống phá nhà nước do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc Rudolf Slansky cầm đầu. Slansky bị kết án tử hình cùng với các quan chức cấp cao khác của Cộng sản, phần lớn trong số họ là người gốc Do Thái. Ảnh của Cheteka, Praha, tháng 11 năm 1952. Rudolf Slansky sinh ngày 31 tháng 7 năm 1901 ở Nezavestice và mất ngày 3 tháng 12 năm 1952 tại Praha, là một chính trị gia Cộng sản người Tiệp Khắc, thành viên lâu năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc và là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản từ năm 1945 đến 1951. Ông bị xử tử như một phần của các phiên tòa chính trị bắt đầu những năm 1950. Quá trình xét xử này được thiết kế để cảnh báo và cảnh cáo tất cả các quốc gia Cộng sản chống lại những sai lệch so với chính sách của Liên Xô. Stalin muốn ngăn chặn sự xa lánh các nền dân chủ của người khác, như Tito đã thành công ở Nam Tư. Phiên tòa diễn ra với sự hỗ trợ của những người Cộng sản Hungary. Họ chỉ ra rằng những kẻ bị kết án trong phiên tòa xét xử Laszlo Rajka tháng 9 năm 1949 tại Hungary có liên hệ với những người Cộng sản Tiệp Khắc. Để đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất có thể, các bị cáo là thành viên của Đảng Cộng sản đã được chọn từ các vị trí cao nhất trong Đảng. Khi Liên Xô mất cơ hội tác động đến chính sách của Israel thông qua phong trào cánh tả sau cuộc bầu cử tháng 1 năm 1949, chính sách của Liên Xô có lập trường thân Ả Rập và một chiến dịch tuyên truyền bài Do Thái đã được phát động. Thái độ này sau đó cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn các bị cáo trong phiên tòa xét xử Slansky. Phiên tòa với Milada Horakova và những người khác là phiên tòa lớn nhất và quan trọng nhất ở Tiệp Khắc Cộng sản. Vụ xét xử dẫn đến 4 vụ giết người trong tư pháp, 10 án tử hình trong các lần xét xử tiếp theo, 40 án chung thân và nhiều bản án khác với tổng số năm là 7.830 năm tù. Horakova là người phụ nữ duy nhất bị kết án tử hình và bị xử tử trong các phiên tòa chính trị này. Ảnh Cheteka, Rostislav Novak, Praha, ngày 8 tháng 6 năm 1950. Mladá Horáková, nhũ danh là Králová, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1901 tại Královské Vinohrady, mất ngày 27 tháng 6 năm 1950 tại Praha, là một luật sư, chính trị gia người Séc, nhà xã hội dân chủ quốc gia và tranh đấu nữ quyền. Bà là vợ của người nông dân, kỹ sư kiêm nhà báo Bohuslav Buraner. Sau cuộc đảo chính Cộng sản vào tháng 2 năm 1948, bà trở thành một người không mong muốn và 2 năm sau đó, bà trở thành nạn nhân của vụ án giết người do một trong những phiên tòa chính trị nổi tiếng nhất ở Tiệp Khắc Cộng sản thời đó. Trong đó bà bị kết tội âm mưu chống lại nước Cộng hòa. Bà là người phụ nữ duy nhất bị hành quyết trong các phiên xét xử của tòa án. Ngay trong thời gian học luật tại trường đại học, Horakova đã ủng hộ quyền của phụ nữ trong Hội đồng Quốc gia của Phụ nữ. Năm 1929, bà gia nhập Đảng Xã hội Quốc gia và bắt đầu làm việc tại tòa thị chính Praha, nơi bà giải quyết các vấn đề xã hội. Trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng, bà đã hoạt động trong cuộc kháng chiến chống phát xít. Sau đó, bà bị Gestapo tra khảo gắt gao và bị bắt giam từ năm 1940 đến năm 1945. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, bà gia nhập Đảng Xã hội Quốc gia mới và trở thành đại biểu Quốc hội. Bà là người chỉ trích các khuynh hướng phi dân chủ của Đảng Cộng sản. Theo đó, bà đã bị cơ quan an ninh Tiệp Khắc STB theo dõi và sau đó bị bắt vào năm 1950 như một phần của một quy trình chính trị đã diễn ra. Trong đó bà bị kết án tử hình và bị hành quyết. Ảnh bà Horakova, nguồn gốc ảnh từ Wikipedia.org/wiki tiếng Séc. Ngôi mộ biểu tượng của bà Horakova trong khu chôn cất danh dự nghĩa trang Dablice ở Praha. Nguồn gốc ảnh từ Wikipedia.org/wiki tiếng Séc. Ngôi mộ của bà Horakova tại nhà hỏa táng Strasnice, Praha. Nguồn gốc ảnh từ Wikipedia.org/wiki tiếng Séc. Bức tượng bản thân của bà Horakova tại sân của nhà tù Pankrac ở Praha. Bức thư của nhà báo học Einstein gửi cho ngài Clement Gottwald, Chủ tịch Đảng Cộng sản Tiệp Khắc viết: "Tôi xin ngài
không thực hiện bản án tử hình với Milada Horakova, Zavis Kalandra, Ondrej Pesler và Jan Buchala. Họ đã là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, tù nhân của trại tập trung Đức. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng họ xứng đáng được sống. Giáo sư Albert Einstein, Đại học Princeton, dấu công văn đến Văn phòng Chủ tịch 14 tháng 6 năm 1950. Người nông dân Bohuslav Zeman và Brigitta Rajlerova ở Kosmonosi thuộc trung tâm Bohemia bị buộc tội phá hoại kinh tế liên quan đến lương thực. Họ đã được xét xử bởi một ủy ban bao gồm các quan chức cấp huyện và đại diện danh nghĩa của công chúng. Kosmonosi là một thị trấn thuộc huyện Mlada Boleslav, vùng Sesedlochesky, Ảnh Cheteka, Venek, Svorachik, Praha ngày 29 tháng 1 năm 1950. Mục đích của các cuộc xét xử chính trị trước cuộc đảo chính năm 1948 là nhằm loại bỏ và khiến các đối thủ của chế độ cộng sản khiếp sợ. Tùy thuộc vào thời kỳ, những bức ảnh ghi lại sự tàn bạo trong những năm đầu của chế độ có thể được phép đăng tải hoặc bị cấm.